Chị thì 13 năm mà chị không có quen ai thì chị cũng cảm thấy chị cô đơn. Chị muốn tìm một cái người bạn, một cái người chồng để chăm sóc lo cho chị, thương yêu chị. Thì đêm chị cũng cảm thấy chị buồn, chị cô đơn, không có ai bên cạnh chăm sóc cho mình. Lúc nào chị cũng suy nghĩ chị sau này chị tìm một cái người tốt, biết lo lắng cho chị, biết chăm sóc cho chị là được rồi, chứ còn chị không có đòi hỏi gì. Thì con chị nó cũng muốn cho chị có một cái hạnh phúc riêng cho chị Dạ. để lo cho bản thân chị. Chị cũng muốn chị tìm một cái người biết thương yêu chị, biết lo lắng cho chị thì là đủ rồi. Dạ em Nghĩa xin chào cô chú anh chị trong và ngoài nước. Dạ em chào chị. Chị chào em, chị chào khán giả. Dạ em cảm ơn chị. Em mời chị chia sẻ giúp em. Chị năm nay mình được mấy mươi, tên gì và từ đâu đến đó chị? Chị tên Lê Thị Thanh Thủy, năm nay chị 53 tuổi. Chị sinh 1972, nhưng mà ngay trong giấy tờ là chị một năm năm 1973, nhưng Dạ. mà ở ngoài là chị 1972. Dạ, à, mình sinh năm 1972 nhưng mà làm giấy thì là giấy tờ là 1973. Là hiện tại bây giờ mình 53 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, hiện tại bây giờ tình trạng hôn nhân của mình như thế nào chị? Chị ly dị chồng năm 2011 tới giờ. À, năm nay 2024 là 13 năm rồi. Rồi 13 năm nay chị có bước thêm bước nào nữa không? Không cưng. Dạ. Dạ hiện tại bây giờ chị được mấy thành viên trong gia đình chị? Chị có ba đứa con, một trai 30 tuổi với hai đứa gái, một đứa 27 tuổi, một đứa 26 tuổi, mà Dạ. hai đứa có vợ có chồng hết rồi, còn thằng con trai chưa. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ chị ở với ai? Chị ở với cháu ngoại chị. Dạ. Dạ thì hiện tại bây giờ là chị ở với cháu ngoại chị rồi. Con chị có ở chung không? Không, cứ hai bà Dạ. cháu. Rồi hiện tại bây giờ chị làm công việc gì? Chị chỉ giữ cháu ngoại thôi, Là mình ở nhà giữ cháu ngoại. con cung cấp Dạ, con nuôi ha. con nuôi. Rồi ngôi nhà chị đang ở là của ai? Chị ở trọ. Dạ, nhà chính thức mình là ở đâu chị? Nhà chính thức của chị là ở đường số 15, Dạ. nhưng mà tại chị thôi ra chị bỏ đi, chị không có chia gì hết. Dạ. À, hiện tại bây giờ thì chị thì nội trợ nuôi cháu ngoại, con cô chu cấp tiền cho mình trang trải cuộc sống hàng ngày. Dạ, em mời chị chia sẻ thêm giúp em chiều cao và cân nặng của mình hả chị? Chị 1m56, Dạ. nặng 52. À, chị tìm nửa yêu thương thì các anh chiều cao và cân nặng như thế nào để phù hợp với mình? Sao cũng được. Không quan trọng những vấn đề chiều cao cân nặng ha. Chị năm nay chị 53 tuổi, chị tìm nửa yêu thương thì các anh độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu để phù hợp với chị? Từ 57 tới 65 em. Dạ. Rồi chị có phân biệt là các anh ở vùng miền nào không? Miền Nam Miền Nam là khu vực nào đến khu vực nào chị? như ở đâu cũng được, nhưng mà đứng miền Bắc thôi. Dạ, miền Tây Bắc xa quá không có thuận tiện mình đi lại ha chị. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương trở về miền Tây thì được ha, Tây Ninh nữa. Dạ, thì hiện tại bây giờ thì chị nội trợ ở nhà, chị tìm nửa yêu thương thì các anh công việc và kinh tế như thế nào để phù hợp với mình? Có công ăn việc làm là được rồi. Dạ, chị chia tay với ông xã năm nay nữa là 13 năm rồi. Rồi cái nỗi cô đơn của mình như thế nào? Chị chia sẻ để cho các anh hiểu được á. Thì chị cũng muốn chị tìm một cái người biết thương yêu chị, biết lo lắng cho chị thì là đủ rồi. Dạ chị bình thường đi chị đừng có run Chị sợ. chị đâu có Chị gì đâu đổ mồ sao hôi quá trời nè. không không sao chị thì như là chị em nói chuyện bình thường đi dạ rồi khi chị lên chương trình là con chị biết không Không tôi. mình không có báo cho con biết hả Không, để chị nói sao. dạ Nhưng mà rồi con chị nó cũng muốn cho chị kiếm được người đó. dạ rồi suốt 13 năm có khi nào mà
con chị động viên cho chị bước thêm một bước nữa không chị? Có. Thì con chị nó cũng muốn cho chị có một cái hạnh phúc riêng cho chị. Dạ. Để lo cho bản thân chị. Rồi mỗi khi mà mình đi ra đi vào là có mình chị với cháu ngoại thôi. Ừ. Rồi cái nỗi cô đơn mình như thế nào chị chia sẻ giúp em. Thì đêm chị cũng cảm thấy chị buồn, chị cô đơn, không có ai bên cạnh chăm sóc cho mình. Thì chị cảm thấy chị buồn, giống như là tuổi thân là người ta có mà mình không có được cái hạnh phúc giống vậy. Dạ. Hồi xưa chị lấy chồng khổ lắm, này kia lắm, khổ lắm. Khổ như thế nào chị? Ý kiểu như là không có ngồi ăn cơm chung hay là nói chuyện chung. Cứ sáng là người ta mở mắt đi, tí tối khuya về say xỉn vậy thôi. Yeah. Chứ không có ngồi mà nói chuyện hay là... Ngày xưa anh chị làm công việc gì? Anh thì mua bán thuốc tây ở trong sân bay. Mua mấy cái người mà hàng xách tay về. Hồi xưa chị khá lắm. Đó, sau này tại thôi ra chị muốn thôi sớm chứ chị giao nhà giao cửa chị bỏ hết, chị đi tay không. Sao chị ra phòng trọ chị sống. Tại sao? Hồi xưa là ổng nói là ổng mất ba đứa con là chị giao nhà cho ổng. Nhưng mà khi chị ra tòa, chị ra giao nhà cho ổng thì ổng dắt người đó về ở rồi hành hạ con chị, cho nên con chị nó đi theo chị luôn. Thì người ta kêu chị là phải thưa ổng lại để dành nhà cho con, mà chị nghĩ thôi, chị bỏ luôn. Dạ. Cái tới giờ rồi từ cuộc trước sống đó, chị khổ. Dạ, từ trước đó giờ là con chị đi theo anh hay là theo chị? Theo chị. Theo chị gả hết hai đứa gái rồi. À, còn thằng trai. Rồi lúc trước ở chị làm công việc gì? Chị nuôi ba người con. Chị cũng đi phụ bếp nấu ăn này kia. Yeah. Mình có tay nghề bếp hả chị? Mình chị, biết nấu ăn. Chị sở thích chị là thích nấu cho người này người kia ăn vậy đó. Đó là sở thích của mình ha. Ừ. Rồi hồi trước là chị làm ở bên đầu bếp ha. Chị phụ thôi nhưng mà chị vẫn biết nấu. Dạ. Yeah. Rồi chị làm công việc đó được bao nhiêu năm? Chị làm cũng được 3 năm. Chị tìm nửa yêu thương thì các anh ưu điểm và khuyết điểm như thế nào để phù hợp với mình? Ví dụ như rượu bia, thuốc lá hoặc sở thích gì của các anh hả chị? Bia hay là thuốc lá chị không quan trọng mấy cái đó. Nhưng mà chị muốn cái người đó phải biết thương yêu vợ con là được. Tại xưa gì chị không có tình thương. Hồi xưa mình có ông xã mà mình không có tình thương hả chị? Ừ. Là như thế nào chị chia sẻ rõ. Giống như hồi xưa chị vô đây chị mua bán là chị gặp ảnh này nọ là chị lấy ảnh thôi. Chứ chị đâu có quen ai. Thì về nhà chị cứ cơm nước giặt giũ này kia. Rồi mình ở với ông xã được bao nhiêu năm? Chị ở tới hai mấy năm. Dạ. Em mời chị chia sẻ thêm cái ưu điểm với khuyết điểm của chị á. Cho các anh hiểu được hả chị? Chị là chị hòa lòng, chị vui vẻ. Chị thích nấu cái này cái kia cho mọi người ăn uống này kia. Rồi bây giờ hiện tại bây giờ nếu như chị đủ duyên với các anh, mình có dự định về làm công việc gì không chị? Thì chị chỉ có cơm nước nội trợ ở nhà thôi. Dạ. Chứ hồi xưa giờ chị không biết mua bán gì. Một mình chị nuôi ba người con á, cái vất vả như thế nào và cái bao nhiêu cái khó khăn như thế nào chị chia sẻ cho các anh thì hiểu. Lúc đó con chị nó cũng lớn rồi thì nó cũng biết rồi. Nó có quen bạn trai thì bạn trai nuôi nó cho tới ngày đám cưới thì về bên chồng ở luôn. Hiện giờ con chị nó ở bên chồng hết. Là hai người con ở bên chồng hết. Ừ. Còn người anh trai như thế nào? Anh trai ở riêng, nó tự mướn nhà nó ở riêng. Dạ. Nó chạy xe 7 chỗ. Con trai chị là hiện tại giờ chạy ô tô 7 chỗ. Ừ. À, mình chạy theo chạy ráp hay như thế nào? Nó chạy cho Hàn Quốc.
Dạ, là xe ở bên công ty cấp. Xe công ty Dạ. Rồi con chị có thường về thăm chị không? cũng có. Ba người con đều hòa thuận, thường về thăm chị hết á. Vậy là cũng hạnh phúc rồi. Rồi chị bây giờ chị tìm được thương thì cái tiêu chí của chị là các anh con cái như thế nào để phù hợp với mình chị? Thì con cái chị không quan trọng con cái người này con cái người kia, miễn sao mà biết thương yêu mẹ con chị thì chị cũng vậy thôi. Dạ. Cuối chương trình chị có những lời gì bày tỏ cái nỗi cô đơn của mình cho các anh hiểu được, các anh liên lạc về chương trình tìm hiểu chị không? Chị đêm chị cũng buồn vì suy nghĩ mình phải tìm một nửa cho mình để sau này lo cho bản thân mình. Chị chỉ cầu xin vậy thôi, chị muốn vậy thôi. Lúc nào chị cũng suy nghĩ chị sau này chị tìm một cái người tốt, biết lo lắng cho chị, biết chăm sóc cho chị là được rồi, chứ còn chị không có đòi hỏi gì nhiều hơn, miễn sao anh đó có công ăn việc làm ổn định, lo cho chị sau này vậy thôi. Dạ, rồi chị chia sẻ giúp em cái nỗi cô đơn mình suốt 13 năm cho các anh hiểu đó. Chị thì 13 năm mà chị không có quen ai thì chị cũng cảm thấy chị cô đơn, chị muốn tìm một cái người bạn, một cái người chồng để chăm sóc lo cho chị, thương yêu chị. Mỗi khi mình đi ra đường mình thấy người ta có hạnh phúc, gia đình chị có từng ao ước như thế nào, chị chia sẻ thêm giúp em. Chị cũng muốn là mình cũng có một cái hạnh phúc như người ta. Dạ, hôm nay chị đến với chương trình anh em, chị có đồng ý cho anh em sử dụng hình ảnh lời nói của chị đăng lên cộng đồng mạng tìm nửa thương cho chị không? Chị đồng ý. Dạ, em cảm ơn chị. Thì cuối chương trình em cũng chúc chị sớm tìm được nửa yêu thương, đi hết quãng đường còn lại. Dạ, em Nghĩa cũng xin tạm dừng chương trình ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở các video sau. Cô chú anh chị có kết nối yêu thương vui lòng liên lạc về chương trình. Anh em sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Dạ, em xin chào. Dạ, em chào chị ạ. Xin chào em. Dạ.